Em xin chào tất cả anh em ha. Em chào tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc nha anh em. Anh em mấy chú cháu em đổi món. Mỗi bữa ăn mấy dầu không bữa nay. Đổi món chuyển qua mấy xăng anh em. Hôm nay tụi em đổi món chuyển qua mấy xăng. Em với thằng Tài với thằng Tiền lên nít mấy xăng cho nhờ anh em bà con cô bác mình tham khảo nha. Nãy giờ cũng dọn được mấy cái anh em này. Tài nó rửa mấy máy này anh em nhìn là anh em mê ly luôn á. Nhìn là thèm luôn á. Trời nó nghe thấy ghê quá. Hồi ra giờ con chạy chắc anh em cười thúi luôn mũi quá. Giờ con đầu tiên con lên cho anh em là cái máy này ăn cua hả gì giờ Tài? Dạ. Ăn cua 6 cốt xéo. Chưa đổ xăng luôn hả? Dạ. Chưa đổ xăng luôn. Bây giờ em đổ xăng em test thử cho anh em mà con cô bác mình nha. Thật sự với anh em là chỉ làm cho nó đẹp thôi chứ chưa biết nó chạy không. Cái này làm như lên giết bị ghiền anh em ơi. Làm gì số lượng thôi chứ không cần chất lượng. Anh em nghe nói anh em sợ chứ không. Cái này là cần số lượng thôi chứ không cần chất lượng. Đó. Một cái gì không chạy thì thế nào 20-30 cái cũng chạy rồi con ơi, cứ thoải mái đi. Đó, hai cái, ba cái. Chắc rửa quá, 4 cái. 5 cái. 6 cái không sao cứ thoải mái đi con ơi. Cái này là cho thầy có mấy con sáng giờ có nào chưa nha. Cái này nó thật sự với anh em là lôi ra rửa thôi chứ cái chuyện nó chạy không chạy gì chưa tính. Chưa tính tới anh em thương tình thì quốc à. Con nẹp vài cái cho bà con mình nghe ơi. Rồi con tắt con test lại cho bà con mình coi đây. Cái này chưa gắn con tắt luôn. Nói thật sự với anh em là chưa con dây mát nó chạm với sườn con ơi. Này giật xì xỉn luôn à. Để em quay ngoại hình nó cho anh em bằng kiểu này có không? Em cũng không biết nó kêu gì nữa. Em nghe nó kêu thôi mà em cũng chưa xác định được chính xác là nó kêu chỗ nào. Nãy giờ nữa em xịt nước, em với thằng Tài xịt nước nó quá trời luôn. Cái này là thật tình với anh em là lên hoàn toàn không có tính trước gì chứ. Rửa đẹp là hai chú cháu lên quốc à. Cái này là kêu bằng là ghiền YouTube chứ không phải là ghiền. Anh nghe nó, thằng Tài nghe nó cười gì kìa. Anh em thử bữa nào anh em quay giống như tụi em ha. Một thời gian sau anh em tự động anh em chứng nghiệm à. Ngày nào anh em không lên anh em chưa muốn nổ. Giống như mấy người mà không phải em nói gì nè giống. Em chưa biết cảm giác ghiền rượu ra sao nhưng mà nó ghiền dữ anh em ơi. Nó ngộ vậy đó. Ngày nào không lên sóng là có cảm giác làm như nó thiếu thiếu. Cái này thì em quay em cũng mô tả cho sơ mấy này về cho anh em mình ha. Là lý do là mấy này nằm trong tiệm rất là lâu rồi. Em không có nói thật sự với anh em là bây giờ là cũng không biết nó là dên gốt mấy. Cái nào em tình thiệt không nói thật sự với anh em à. Không biết nó là không mấy. Còn cái này thùng xăng áo gió thì em đã thay hết rồi nè. Nói chung là máy đã qua sử dụng. Trời ơi mấy đứa con chơi mạnh quá đổ xăng nhiều quá.
hàng chi hàng dầu con khỉ móc ớ nó lộn dầu nói trên đây mà nói khỉ móc chắc anh em nói em tàu lao nữa rồi đó quý nữa nó chọc em chứ đổ nhóc qua chân con này vợ em gặp quýnh em thấy tía này rồi của em xong cho thôi để anh gửi cái tô qua em coi có thiếu gì không giao cho khách ngoại hình nó về đây bây giờ em hồi nãy có giật rồi anh em tại ơi nhớ con nhờ con test cái đó tại ơi test lên lần nữa rồi em báo giá anh em mình nha cái này dù gì chứ anh em để vỏ chạy rất là giọt anh em cái này em không biết là nó văng đua em xu căng ở đây là một ngày mua một can dầu mua một can không có nghe được rồi ơi kêu nhẹ mẹ không biết kêu gì con đẹp ra cho ngay văng nó đùa cho nó đùa chút em giết cái lỗ của cái đầu bò đó lại manh nha rồi em cũng xin báo giá anh em mình luôn là máy bao gồm em sẽ gắn con tắc lại cho anh em nhưng mà nó thiếu cái bửng gió này nghe em thiếu cái bửng mà con rùa con thỏ để trong ngang chỗ này nè em chưa gắn này em chế cái con tắc trong gắn chắc chỗ này quá cái này em bán anh em là 2.3 triệu bao ship ha cái này băng rua mấy xu em cũng biết luôn bây giờ áo băng rua với mấy xu mà thay chung được mã này để trên kệ lâu rồi lôi ra rồi đổ xăng rồi đó anh em thấy rồi đó rồi hoàn toàn không có tính toán trước gì chân á là lên sóng cùng anh em thôi này 2.3 triệu bao ship anh em nào làm được rồi hú em ha em coi số lóc số gì máy này này là cốt xéo tôi chậm anh em ơi anh em nào có làm cái này thì anh em chụp cái màn hình lại giùm em nha chụp cái màn hình lại còn cái máy này nè máy này thì nãy em có thử rồi nè cái này là cái Honda nhập bãi của mình nên máy này thì bao pin anh em nhưng mà có cái áo gió nó xấu quá anh lấy cái đầu bò rồi chưa lấy dung dịch chứ anh kiếm gì nữa em chưa kiếm cái máy khác rồi bây giờ cái máy này là cái máy Nhật Bản nha máy này thì cái áo gió nó xấu nè anh em nào có mua cái máy này thì cái áo này là cao zin đó nè anh em anh em kêu ông tài thay ra nhìn cho nó đẹp trai chút để nó xấu trai cho anh em chi là cái áo gió này áo gió mới nhưng mà máy thì máy Nhật Bản anh em mày Honda cái này 5x5 cái này là cốt xéo tua chậm số series của nó là 2300608 máy này thì em bao nguyên anh em nguyên si bộ phận ở trong mà chỉ có áo gió này thay gái sáng giờ đi ăn được cái gì không đây đúng mà mâm á đi ăn ông Út Mai chứ Út Mai hả ừ ông nhập viện về rồi hôm qua kia đó tùng xăng trắng phiếu luôn rất là trắng anh em ơi tùng xăng còn rất là đẹp anh nhớ trên kệ còn anh có mấy nồi đó anh em em mở ra rồi em nhận hết vô luôn bởi vì cái tay trái không qua làm ăn gì được hết chứ em mở không ra hồi bỏ nắp ngoài luôn đó ghét đây rồi Thắng ơi cười bắp quá Thắng ơi thử rồi dặn vô không em cũng nhớ là lấy cái Honda nào rồi quất đi em mở cái lượt ra cái em gắn vô dễ dàng quá vì em có tay rồi anh nào có chốt thì nó gắn lại ha máy này là nguyên nguyên si anh em nhìn cái áo gió dưới nè nó đẹp nè ơi cứ giang đồng rung à. Máy mà ví dụ giống giang đồng rung giết bị nhiễm phim hàng nhiễm phim hàng hay là cái thằng quay nó bị tỉnh tỉnh rồi anh em ơi nó tỉnh 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 rồi bán ế quá nó tỉnh tỉnh rồi tưng tưng mất tiêu có được luôn anh cứ coi cái máy nào mà chạy ngon thì cứ lấy thoải mái không có gì hết
Bỏ mình nhớ có cái máy màu đỏ ngon lắm. Chọn cái màu đỏ nè. Lấy cái bình mới trước kìa. Bình mới mượn bình mới. Rồi máy này thì em bao zin anh em tắt tần tật ha, bình xăng thì em có xúc rồi. Anh em nhớ lưu ý với em ha. Ốc có nắp chụp cò anh em nhìn nha. Nó rất là đẹp. Nhà con test hàng giùm cái tài. Ngồi trong đây em còn tay em kéo luôn chứ. Em nổ với anh em chút coi. Nó ghê chưa? Nó chạy nó im xuống từ từ. Máy này mình có đóng e ha, có gì không con? Dạ đóng e. Đóng e hả? Máy này là anh em nhớ giùm em là có đóng e nghe nè. Đóng e. Không đóng e có con có gì thử cho. Không đóng e gì có con chạy hả? Dạ. Con đó máy Nhật Bản. Để em gái nó em quay xong cho anh em cái em kiếm nha. Máy đó nó mắc. Bây giờ sao đây em nhờ người ta giật cái nữa cho anh em mình nghe cái nha, anh em chịu khó giùm em cái nha. Bữa nay bị phân tâm bị có hai anh chị ở đây đổi cái máy. Con lên ra tiếp. Đây quá chị. Thôi chung rồi. Rồi em cũng xin báo giá anh em mình luôn ha. Cái máy Honda 5G5 cốt xéo. Cốt xéo tua chậm. À, máy nhà là máy Nhật Bản. Anh em mua thì em kèm để cáo cũ cho anh em mình ha. Cái này bữa nay bán cho anh em là 3.4 triệu bao ship anh em. Anh em nào làm được cái máy này thì hú em ha. Số CV nữa anh em có chốt được thì anh em chụp màn hình đây em mình. 2300608. Máy này thì em bao anh em zin đất là đặt luôn. Bao zin từ A tới Z. Có chút bình xăng anh em. Còn cái này thì em gửi lại cho anh em mình. Anh em nào chốt người em trả lại cái miếng zin. Còn miếng này là miếng lôn anh em. Anh em lưu ý giúp em nha. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây anh em. Anh em nào làm được cái một trong hai máy này thì hú em nha. Chào anh em.